đến một lúc nó đủ thì đủ, thì chị cũng phải quật lại cho mặt nó thôi em. Cái mày nói tao lừa đảo đa cấp thì mày đi chứng minh đi, chứ mày đứng đó mày sủa hoài làm cái gì. Em nghe lại podcast về cuộc đời chị mà thấy sao khổ quá. Đối với chị, khi mô thì chị thấy bình an. Ghi câu hỏi mà cũng ghi miền Trung nữa. Từ cái ngày mà chị tỉnh thức á, chị thấy cuộc đời chị bình yên vô cùng, bình yên cho tới giờ luôn. Và chị rất là biết ơn cái món quà đó luôn. Chị rất là biết ơn cái món quà cái ngày đó mà chị thức dậy, mà chị lần đầu tiên chị thấy chim bay đẹp như vậy. Lần đầu tiên chị thấy bầu trời nó xanh mà nó trong vắt. Lần đầu tiên chị cảm thấy tiếng gió mà nó cũng nghe, xong mà nó nhẹ lòng. Cây xong mà nó đẹp, tất cả mọi thứ. Và chị nói thiệt là chị thèm cái cảm giác đó tới độ mà hả, cứ mỗi sáng chị phải có cái thiền của chị, và mỗi ngày chị phải đi ra và chị phải ngắm bình minh, chị phải một mình. Ví dụ như hôm qua chị đi bộ một mình chị ở bãi biển cả mấy tiếng đồng hồ, một mình vậy thôi. Và chị rất là mãn nguyện và bình yên bởi những cái giây phút đó. Tại vì từ cái giây phút em bước từ núi, từ biển em về lại thành phố là não của em bắt đầu là xáo trộn rồi, bắt đầu ồn ào tiếng xe, tiếng cổ, tiếng điện thoại, tiếng con, tiếng công việc. Bình yên á, nó không phải là em phải đi tìm, mà nó là ở trong chính em và em phải khơi gợi nó lên. Bởi vì cái giây phút mà em bình yên và em hạnh phúc với lại em biết ơn á, tiền chẳng nghĩa lý gì hết, rồi quyền lực chẳng nghĩa lý gì hết, gia đình chẳng nghĩa lý gì hết, sức khỏe chẳng nghĩa lý gì hết. Tại cái giây phút đó em chỉ cảm thấy là em được kết nối với thiên nhiên, em cảm thấy em nhỏ bé, em cảm thấy em yếu đuối, em cảm thấy em rất bé nhỏ sinh linh trên cái thế giới này. Mà chị hay nói đó, ai cũng là một hạt cát trên sa mạc hết á. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì thiệt sự như vậy. Chị cũng như tụi em thôi, chị chẳng khác gì hết á. Có thể là tụi em coi qua YouTube tụi em sẽ nghĩ là chị Nhi là một cái gì đó lớn lao hơn tụi em, nhưng không, chị cũng vậy. Chị cũng ăn ngày ba bữa, không phải mày, chứ không phải là mày ăn ngày ba bữa, tao ăn ngày ba chục bữa đâu. Có phải là mày ăn vô mày đi ị, tao ăn vô mãi mãi không ị đâu, hay là mày ị ra cục, tao ị ra cục vàng, không có. Chúng ta đều như nhau hết. Chị khác khái là cái sự chọn lựa của chị khác đi theo thời gian. Ví dụ hồi xưa chị khổ thì chị chọn sống nạn nhân, chị sẽ đổ lỗi là tại tôi đẻ ra con nhà nghèo, tại tôi là người Việt Nam, tại tôi hả ba má tôi không có nuôi tôi, tại người này người kia hại tôi, tại tôi tốt quá cho nên là tôi mới bị hãm hại, tại tôi ra đường rồi tôi mới hả người ác nhiều quá cho nên đời tôi mới khổ như vậy. Chị nói em ngay, bây giờ khi mà chị trở thành người thành đạt đó, không phải là chị không còn những cái bị người ta nói như vậy đâu. Vì có rất là nhiều người đến mà nói với chị là một người rất là aggressive, tức là một người rất là dữ tợn. Đối với họ, họ sợ. Để học được cái cách để mà provocable, tức là dám nói thẳng, dám nói thật và dám đưa ra một cái ranh giới để bảo vệ chính chị, nó là một cái sự nỗ lực và tập luyện rất lâu của chị. Có những cái lúc đó chị nói thẳng với người ta là ê, mày bước thêm một bước nữa là tao không có nhường mày đâu đó. Đó là một sự tập luyện rất khó với một cái người như chị, gọi là cái người biết cho. Tại vì em biết á, có hai loại người, một người chỉ cả đời nhận và một người cả đời cho. Chị là cái người cả đời đi cho và cái khổ lắm. Cái khổ của người cả đời đi cho đó là chị cho chị hạnh phúc em nè. Nhưng mà cho nhiều quá, nhiều hồi chị quên đi mất chị cũng phải cho chị nữa. Cho nên chị phải ngăn chặn cái thời gian mà chị dành cho tất cả mọi người đi, chị dành thời gian cho chị. Và có những cái người chị không được phép cho, chị biết chị không được phép cho, chị có kiến thức, chị phải ngăn chặn chị lại. Đó chính là lúc chị phải xây rào cản. Đó chính là lúc chị phải, em nghĩ mỗi lần chị nói như vậy với một người khác, chị về nhà chị thanh thản là không. Có những lúc chị đổ lỗi cho chị, chị kêu sao mày dữ dằn với người ta quá vậy, sao mày không cho người ta cơ hội. Có khi là mày lầm đó, có khi người đó tốt đó, nhưng mà buộc lòng chị để chị bảo tồn cái năng lượng của chị, để chị còn đi giúp người khác nữa. Chị bắt buộc có những loại người chị phải giữ tợn với họ. Ví dụ như mấy đứa nó cứ vô đây, em có những cái đứa nó tiêu cực, nó vô đây nó chửi gì như cũng em nghĩ một ngày 30 bữa, ngày nào nó vô nó cũng chửi con này lừa đảo, con này đa cấp đó. Đến một lúc nó đủ thì đủ, thì chị cũng phải quật lại cho mặt nó thôi em. Cái mày nói tao lừa đảo đa cấp thì mày đi chứng minh đi, chứ mày đứng đó mày sủa hoài làm cái gì, đúng không? Tới ví dụ như người ta 30 ngày người ta đều nói một câu, phải có một ngày chị phản lại, chị phải nói là đủ rồi nghe, tao đủ rồi đó. Đó là một cái hành trình tập rất lâu của chị để ngày hôm nay chị không có nói nó dễ, nhưng mà chị nói là em đẻ ra trên cuộc đời này ai cũng khổ hết á. Mấy đứa mà nó không khổ, nó khoe mày hình ảnh nó vui vẻ, nó hạnh phúc này nọ, đừng có tin em ơi. Tao nói vậy mày vẫn tin tụi nó thôi, tao biết, nhưng mà tao không quan tâm. Tại vì tao biết
cho đến khi mày hiểu và mày đừng có tin, vì những cái đó nó không có thiệt đâu. Không có ai mà đẻ ra mà không có một cái vấn đề gì trong cuộc đời này hết, ai cũng có hết, ai cũng có hết. Chỉ có đứa nào giỏi che, giỏi đậy hơn thôi. Còn chị là chị khơi, là chị đưa luôn vấn đề của chị lên luôn. Chị nói thẳng luôn chứ chị không cần phải đi lòng già, lòng vòng, nói tùm la, tùm lum để làm cái gì không được gì hết. Chị khổ, đến giờ đời chị vẫn khổ. Hồi xưa khổ của chị là từ người ngoài cho chị, giờ khổ là do chị chọn. Nhưng chị vẫn thích cái khổ như giờ hơn. Tại vì chí ít chị có thể điều khiển được cái khổ bây giờ. Chị muốn dừng nhiều lắm em ơi. Không phải vì một bầy như lê tim nó đông như vậy mà tụi nó vẫn nhiệt huyết, tụi nó tuổi trẻ mà tụi nó vẫn ở lại, tụi nó... Chị Nhi đừng bỏ tụi em. Tao không làm tiếp đâu mẹ ơi. Chị thiệt, mấy triệu lượt view, mấy ngàn lượt view, mấy tỷ lượt view để làm gì? Những người view đó người ta đâu có ở với chị, sinh tử với chị đâu em, để mà chị trân trọng đâu. Không phải vì những cái bạn trong Nhi Lê Tim, người ta sáng tối, người ta đồng cam cộng khổ với chị, kề vai sát cánh với chị, người ta tin vô cái kiến thức của chị, họ áp dụng, họ thành công, họ cống hiến lại. Tao không thể nào mà tiếp tục được hết á. Không một cái leader nào mà có thể sống sót được khi mà họ không có những người support và yêu thương họ, và tin vô cái lý tưởng của họ và để vẫn tiếp tục đi theo họ. Trên cái con đường em đi, có những người người ta sẽ phản em. Có nhiều khi họ đi rồi họ còn phủi hết công sức em dạy cho họ, họ còn đâm sau lưng em, rồi họ còn hại em. Em cũng phải sẵn sàng để em hiểu được là mình biết được là cái cách dạy của mình không thích hợp với họ, rồi mình phải sẵn sàng để cho họ đi ra ngoài kia để họ học từ người khác chẳng hạn, hoặc là phải để cho đời vả vô mặt họ chẳng hạn, hoặc là để cho họ tự dập mặt chẳng hạn. Và có những người em biết là em không giúp được, không phải là tại vì em không có khả năng giúp, mà bởi vì họ từ chối cái sự giúp đỡ của em, bởi vì cái tôi nó còn ngự trị họ quá lớn. Em mà nói họ cái tôi là họ dãy đành đạch như cá mà đang đánh vẫy vậy đó, vậy đó, không làm được gì nữa hết á. Okay, phải để cho con cá đó nó dãy rồi nhảy xuống nước lại thôi. Cá nhảy xuống nước thì nó không chết đâu, nhưng mà cá mập mà nó ăn thì cũng có thời gian đánh vẫy nữa, hiểu không? Cá mập nó nút luôn. Đại bàng xuống bắt nó đi luôn, vậy thôi. Giờ nhưng nếu đó là cái số mệnh của họ, họ phải bầm đen như vậy. Chị tự biết, chị tạo ra nhiều leader khác, chị tạo ra nhiều nhân viên khác, chị tạo ra nhiều người trẻ khác giỏi đi ra ngoài kia đi làm. Chị muốn những cái bạn khác cũng được học những cái điều đó. Chị muốn ví dụ như chị có tạo ra được một nhân tố tử tế cho xã hội đi chăng nữa, họ qua một công ty khác, người khác cũng sẽ tò mò, trời mày ở đâu mà qua đây mà mày như trên trời rớt xuống vậy, mày tự giếng chui lên hay sao vậy? Sao mà tự nhiên mày tốt quá vậy, mày hiền quá vậy, sao mày nhiệt tình quá vậy, sao mày cống hiến quá, sao mày tích cực quá vậy? Tất cả những cái câu hỏi đó sẽ làm cho họ tò mò, để cho họ biết đến là trên đời này có tồn tại những cái người tử tế như vậy, một cái cộng đồng đẹp như vậy. Chị rất là tự hào cộng đồng chị tạo ra là những con người có cái tâm hồn đẹp. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè. Đó, donate cũng vô đó luôn. Cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê ngay, đừng tưởng vô Nhi Lê ngay. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.